Nói chú là chú dạy là gì quá xịn. Dạ. Quá trời anh em ơi. Quay luôn. Hai hộp vịt nữa. Hộp vịt luôn. Đây, con cá quá bự rồi. Ừ. Dạ. Chuối à. Anh bắt giờ nó đâm á. Chào bá nè anh luôn. Hai hộp vịt bỏ ngoài để vô bể luôn. Vịt luôn. Má quốc nông lộn một đại cũng hết ngồi. Con ta đang làm muốn bán mà cho ba mất tích nữa. Cho nên cũng đổi cho mình thôi. Hai. Yeah. Hai, xin chào mọi người nha. Hôm nay thì một ngày trời nắng cũng đẹp. Thì mình với ông anh mình có ra ngoài cái hồ ngoài phía sau nhà nè bạn. Và hai. Yeah. Hai, xin chào mọi người nha. Hôm nay thì một ngày trời nắng cũng đẹp. Thì mình với ông anh mình có ra ngoài cái hồ ngoài phía sau nhà nè bạn. Và chạy vài chạy cá đi về kiếm cá ăn thôi. Thì ở đây thì cái hầm này mình ưa với cá lắm không các bạn, nếu mà theo dõi kênh mình thì chắc lẽ cũng ưa thấy cái hầm này thì cá phi nhiều các bạn. Mấy bữa trước là mình có chạy đêm, anh có chạy mọi cái mình đi quay cái show mắc video hết các bạn, không đăng lên cho bạn xem được. Bữa đó chạy đâu được cũng khoảng chục ký nhiều lắm. Nè, cá nó chuối dữ. Đây gió mát lắm bạn. Ê, chà bá luôn. Chú là chú dạy là bị quá xịn. Dạ. Quá trời anh em ơi. Quay luôn. Hai hộp vịt nữa. Hộp vịt luôn. Đây, con cá quá bự rồi. Ừ. Dạ. Chuối à. Anh bắt giờ nó đâm á. Dạ. Chà bá nè anh luôn. Hai hộp vịt bỏ ngoài để vô bể luôn. Vịt luôn á. Được hai con vịt nữa nè bạn. Hai vịt này cho vịt người ta nuôi, có mấy con vịt đây nè, nó đẻ để đồng. Bữa chạy một khúc luôn mà anh đi chạy đâu hay đâu. Bữa vịt để nuôi nó chết mày. Chướng gì nặng vậy ta? Này cá bành phần đó. Xịn. Đó. Quận ủng ủng trong tùng, vô tùng. Quá xịn. Mấy cá bành bành không? Dạo vẫn sạch nè. Quá xịn múc. Cá cô phi con nào nó ít cung. Hai trứng này hồi chắc tiêu luôn quá. Cái bể đập một cái nè. Quá xịn. Chạy anh đây hỏi dồn anh kia, chạy anh kia. Dồn anh á. Dạ. Nào tạo bánh lụ. Đúng. Đi quay. Con đó nhỏ hơn con nãy. Ừ. Con nãy hít hồn cá bự. Ghê này. Cá mà nó đâm một cái bực nó chạy. Được như vậy, bữa nào sẽ lấy cái người này. Dạ.
Hỏi mình là anh đi ông Dung Vĩnh Gia chạy chống có đi không? Có đi đâu, ở hồi này cá ăn cũng hết. Còn cô Phi ở trên chỗ cái chỗ gần cái chỗ casino của anh được. Ừ, lắm, bày bày được. Cái chốt bự, cái chốt giấy. Chốt sọc, nó chốt sọc. Sọc à? Ừ, chốt sọc. Anh nhớ giấy nhìn nó dẹp không không? Ừ, nó dẹp rồi. Con cá này nó không bằng con cá chốt kia. Giờ cái chốt bông cũng hiếm, hồi đó bông quá trời luôn. Hiếm. Cái này ngồi mình đi quên đi á bà, chài mấy nó rồi cho nó dồn qua đây, rồi chài lại cái gì dính nhiều hơn, tại mấy cái chài đầu này họ mới có anh mà cái chài đây rồi, nên nó cũng sợ, nó không có vô bên đây nữa, họ mà họ không chài đây nhiều lắm, dân lứ thì không có dính, hỏi mấy miệng lứ phía bên đó đó, dính có mấy con nhỏ, nó khôn hay sao hay là do lứ mình không dính. Toàn có phi đúng không ạ? Vui bành bành không phải không? Méo rồi. Hôm em Hà đi vô đó mà đạp bắt cũng dính. Chui vô mới lụi vô mấy bờ. Xịn lên cặn lứ dính lứ nè lứ ông văn rồi đó bỏ. Không ca này thất bại chơi ngay tại này cá đậu khôn như người ở trên phía trên đọt cây đó bạn có mấy tổ chim chim nhung dọc của bạn mà nó cao quá mình quay không có cho bạn xem được có hai tổ kìa nó đu nó nhỏ xíu vậy mà đương tổ hai ghê trời. Ôi quá trời gà nướng luôn. Cái này bữa hổm quất chài đáng chài nay hết dính nè gà nó trốn chết mẹ nó. Anh mình qua bên phía bản mà chạy và chạy chụp bên đây nè, tại cá giờ khi mà mình chạy nhiều á nó vô mé chứ nó nghe động là vô mé hết rồi ông chạy phía đó chạy vô mé đang bắt mấy cá trong mé đỡ ổn không chạy nhiều lắm chạy lần có chục ký mà lâu lâu chạy lần. Dạ. Không chơi ốp mé luôn à. Nó chạy ra không được. Đó là nó chụp xuống cược cái ga kịp quá. Chắc nó ở vô mấy cái quỳnh đất á.
Đụng đụng cái đó bu đó nằm đó. Quá cùng. Cha này được hai con. Nghe nè. Mấy con nãy bự hết hồn con nãy anh bắt. Đạp lên đó hả? Có nó chuối, chuối rồi. Chuối mình mới tầm thôi đó. Đập đập gì á. Đi ba hồ lĩnh không? Có gua đồng, trà bá lửa. Cái là mỏi luôn. Mấy anh chạy, chạy em đâu hay đâu. À đâu rồi, trời ơi, mấy chạy luôn. Mình đi chết luôn. Trà bá nền luôn. Vô bao nước nó gà quá nặng luôn rồi, không thể chạy luôn á. Chuối nữa. Mẹ nó chuối nó nằm ở ngoài gì. Bởi con chỉnh cho nó khó ăn. Chỉnh nha. Cao thủ. Vô tùm còi mà còn chuối được ra là ách cầm. Chà bá. Con này chắc hơn nửa ký. Ừ, cao thủ lắm. Cái chuối nó chạy ra ngoài. Này bằng cá hường bán ở chợ. Cá đuôi hồng chứ không phải cá hường. Cá hường nhỏ, cá đuôi hồng bự. Lấy kinh nghiệm không? Thấy chuối rồi như. Nhưng mình thấy bọt không biết chỗ nào chuối đâu. Quậy đó. Chuối nữa hay gì đâu. Bà lớn chuối hay dính mà được mấy cá hơi nhỏ con cá đã bự cái chốt công nhận chuối. Má nghe ổ kiến. Hồn vô nguyên một bầy luôn. Bà nội nó không chạy ra chạy. Tạc hai bên. Nó thấy cái bộ nó biết cái chạy ở trước. Nó chạy ngược ra sau lưng. Mong gần trà này nhiều quá à. Do nãy chạy phía kia nhiều quá chắc có thể nó dùng ở đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mông cần chạy này nhiều các bạn. Do nãy chạy phía kia nhiều quá, chắc có thể nó dùng vào đây. Này nhỏ. Chú nha mày. Gắt dữ. Đó lồm. Vô thằng bự nhất nằm trên. Trên được hai ba con bự gì. Chéo qua cho là lụm cái hồi. Anh chui lên tới trên. Hai con. Mà hai con bự không? Đồ cái miệng này trời. Cá dám nhỏ miếng cá bự hổm. Đậu luôn cái đáy luôn đó nè. Cá đáy. Xì cái.